Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là ngày làm cuối tuần của mình ở bên Nhật Bản các bạn ạ. Và ngày hôm nay á cũng là ngày nhận lương của mình luôn. Vì vậy mình muốn làm cái video á, chia sẻ cái bảng lương của mình tháng vừa rồi á nhận được cho các bạn tham khảo nha. Vừa chia sẻ cái niềm vui với các bạn luôn và tâm sự với các bạn một chút á về cái mức lương cũng như là cuộc sống ở bên này các bạn ha. Thì qua bên Nhật Bản này á thì tùy vào mỗi người, tùy vào mỗi công việc các bạn ạ, cho nên á thì mình thì luôn luôn á lúc nào cũng mong muốn các bạn thôi qua bên này á gặp được công ty tốt, gặp được một công việc á có nhiều việc để mà làm thì là hạnh phúc rồi các bạn ạ. Các bạn vừa làm á, vừa tiết kiệm tiền, vừa giúp đỡ gia đình của các bạn rồi mà các bạn còn có tranh thủ á thời gian các bạn học tập và phát triển bản thân nữa thì điều đó là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Chứ nếu các bạn mà cứ kiểu qua bên Nhật Bản này á, qua gặp công ty tốt rồi, công ty may mắn rồi và có nhiều việc để mà làm rồi á, tháng các bạn thu nhập khoảng 30 đến 40 triệu đồng á thì đó là cái mơ ước của nhiều bạn mà đang làm công nhân ở Việt Nam. Làm văn phòng mà lương tháng được 8 triệu, 10 triệu, 12 triệu ha, thì họ cũng ước cái mức lương 30 triệu, 40 triệu như các bạn rồi á. Cũng như là một số bạn qua bên Nhật Bản này các bạn không có công việc tăng ca, gặp công ty không có tốt nữa thì mức lương của họ thì đâu đó khoảng tầm khoảng 17, 18 triệu thôi, không có nhiều đâu. Thì họ cũng là mong muốn có được cái mức lương như các bạn. Nhưng mà qua đây á thì mình nói về các bạn rồi, đó là chủ yếu là cái may mắn của các bạn thôi, cái duyên của các bạn qua bên này có gặp được công ty tốt hay không. Còn cái mức lương ha thì ở đâu cũng bằng nhau cả các bạn ạ. Công việc nào á, công ty nào mà có nhiều việc cho các bạn làm tăng ca thì cộng thêm vào thôi, chứ còn mức lương đều như nhau cả các bạn nhá. Cho nên thì mình video của mình á thì không bao giờ có so sánh người này người kia cái gì cả, nhưng mà mình muốn phân tích cho các bạn xem á để các bạn biết. Thì cũng có người lương cao, cũng có người lương thấp và cũng có người lương trung bình ha. Tùy vào cái mục đích của các bạn đi Nhật này ra nữa. Thì mình nói với các bạn rồi, các bạn đi 3 năm hoặc đi 5 năm á thì các bạn cũng không giàu có gì được đâu. Thực sự các bạn, ngay cả một senpai của mình á là ở Nhật Bản này là bây giờ là gần năm thứ 6 rồi các bạn ạ. Và bắt đầu trở về Việt Nam này. Nhưng mà giờ về Việt Nam không biết đi con đường nào luôn các bạn. Tuy trong tay là có bằng N3 rồi các bạn nha, bữa giờ chưa có nghỉ các bạn ạ. Tự nhiên giờ là công ty nó cũng gia hạn nữa, và cái công ty tiếp nhận á xin ở ngoài khác á để làm tiếp tục làm á thì bây giờ người ta không có tiếp nhận nữa. Thì bây giờ hiệp hội người ta đặt vé máy bay và tuần sau là về nước luôn đó các bạn ạ. Thì nó quá vội vàng đấy, tại vì không có sự chuẩn bị các bạn. Cái điều này là mình luôn luôn nhắc nhở các bạn rồi, là cái công việc ổn định á và cái công việc mà gọi là đảm bảo á, không có cái gì là đảm bảo đâu các bạn ạ. Biết đâu được một ngày công ty nó không có sản xuất, nó ngừng kinh doanh thì các bạn sẽ làm gì đây? Các bạn về nước á thì các bạn sẽ làm gì đây? Các bạn phải nghĩ những cái điều đó nha các bạn, để các bạn chuẩn bị á. Đấy, để các bạn chuẩn bị là khi về Việt Nam á là các bạn biết các bạn phải làm gì rồi ha. À, thực sự á mình chia sẻ thật lòng các bạn nhá. Thằng nó là em nhỏ thôi các bạn, nó sinh năm 94 93 gì đó. Nhưng mà nó qua Nhật sớm mà các bạn, năm nay là năm thứ 6 đó. Là tuần trước là chạy tới nói với mình, bảo anh La ơi là em giờ chắc là về nước rồi, hiệp hội nó mới thông báo cho em về nước, chứ giờ là công ty tiếp nhận ở trên IG á các bạn, người ta cũng không có nhận được các bạn ạ. Vì một số lý do gì đó mình không biết, trong khi cái công ty mà cái người mà môi giới các bạn nhận tiền để mà tìm cái cơ sở tiếp nhận á cho cái bạn này á thì cũng đã nhận tiền rồi, và đột ngột đấy các bạn, đột ngột bây giờ là coi như sắp hết visa rồi, thì nó bảo là công ty đó hắn tiếp nhận nữa thì nó trả tiền lại cho mình. Thì các bạn nó rơi vào cái thế bị động không đó thực sự các bạn ạ. Cho nên mình khuyên các bạn á, nếu như các bạn chủ động trong mọi vấn đề của các bạn á, trong công việc này rồi trong cái định hướng của các bạn á thì là tuyệt vời hơn ha. Chứ đừng có phụ thuộc vào công ty các bạn ạ. Mình nói về các bạn đấy đâu, biết đâu công ty nó đuổi việc mình thì sao, mình không biết đâu.
biết đâu công ty á, nó khó khăn, nó dừng sản xuất á, nó sa thải nhân viên bớt thì sao? Cho nên mình không thể nói được đâu các bạn ạ, mình phải lo cho tương lai của mình thôi. Chứ thực sự á, các bạn mà nhìn mức lương 30 triệu, 40 triệu á, các bạn cảm thấy vui rồi, các bạn đi 3 năm xong, các bạn muốn đi thêm 2 năm nữa, rồi các bạn muốn làm thêm 5 năm nữa này kia. Mình bảo các bạn thời gian 3 năm, 5 năm, 10 năm. Trong thời gian đó các bạn biết có biết bao nhiêu cái chuyện trên đời trên đất này xảy ra không? Các bạn có biết lỡ các bạn đi ra ngoài đường có một tai nạn gì đó đúng không? Hoặc bố mẹ gia đình của các bạn á có một chuyện gì đó thì sao? Đó chứ không phải 3 năm là hơn 1.000 ngày. Biết bao nhiêu điều xảy ra trên thế giới này mà các bạn. Thôi, mình bắt đầu chia sẻ cái bảng lương của mình cho các bạn xem nhé. Hello, xin chào các bạn nhé. Mình quay cái bảng lương của mình đây các bạn này. Đây là cái tên tiếng Nhật của mình, Phạm Văn La các bạn. Thì tháng vừa rồi á, mình chỉ có tăng ca 42 tiếng thôi các bạn ha. 34 tiếng là vào những ngày bình thường, từ thứ 2 đến thứ 6. Còn 8 tiếng mình làm ngày thứ 7 thôi các bạn ạ. Các bạn thấy cao không? 8 tiếng ngày thứ 7 á, là mình hình như nhân với 35% các bạn ạ. Nhân với cái lương cơ bản theo giờ ở vùng của mình ấy. Khá là cao ha. Còn đây là cái tiền mà mình làm tăng cả đêm á các bạn. Các bạn thấy rõ không ta? Đây 19, gần 2 lạ này các bạn. Tăng cả đêm á. Tháng vừa rồi mình làm cả đêm cũng khá là nhiều. Thì những cái khoản trừ đến nay các bạn ấy, thì các bạn không cần quan tâm ha. Cái này không cần quan tâm đâu. Còn tiền nhà, tiền đồ, tiền wifi á, thì công ty nó trừ vào cho mình luôn. Đấy. Các bạn chỉ quan tâm là cái số tiền mà các bạn sẽ nhận được á, là bao nhiêu cuối cùng này này. Là tháng vừa rồi á, là mình nhận được 16 là rưỡi các bạn. 16 là rưỡi ha. Đấy, để các bạn biết rõ hơn ha. Mình có còn 14,5 ngày nghỉ này các bạn. Nghỉ này nghỉ có lương các bạn nhé. Nghỉ có phép á. Đấy, còn cái tiền đâu này các bạn ấy. Cái tiền mà số tiền tổng này á. Tổng toàn bộ cả lương mà chưa trừ thuế của các bạn ấy. Là 21 lá này này. Cái này á, sau này á. Các bạn cộng với tất cả các tháng mà các bạn làm ở Nhật Bản này này. Rồi các bạn chia trung bình ra. Các bạn lấy cái số trung bình của tất cả các tháng các bạn làm đấy được bao nhiêu, ví dụ như cộng lại trừ á, thì các bạn được khoảng 17 18 lá, thì các bạn nhân với cái hệ số nhá. Các bạn nhân với cái hệ số mà các bạn thời gian các bạn làm á, nó có cái quy tắc rồi các bạn ạ, nó có cái quy định rất là rõ ràng. Ví dụ giống như 2021 á, các bạn làm từ 24 tháng đến 30 tháng gì đó thì nhân với hệ số 2.2 hoặc là 2.4. Ví dụ 17 lá mà nhân với 2.2 thì ra khoảng 34 36 lá gì đó. Thì các bạn nhân cái tỷ giá Việt Nam đồng vào thì các bạn được khoảng 60-70 triệu gì đó các bạn. Tiền nên kín á. Sau này các bạn về nước á, các bạn sẽ nhân ha. Đấy, mình vừa mới cho các bạn xem cái bảng lương tháng vừa rồi của mình á. Thì mình có cái quan điểm rằng á, cái mức lương của mình như vậy á các bạn. Với cái công việc làm tay chân như vậy á, và cái thời gian mình bỏ ra như vậy á, cái công sức của mình bỏ ra như vậy á, thì mình thấy là nó khá là xứng đáng á các bạn. Nếu như đi làm công ăn lương á, thì mức lương đó rất là tốt rồi đó. Đó là mình chia sẻ thật lòng với các bạn như vậy ha. Còn á, video sau á, mình sẽ chia sẻ với các bạn xem tại sao á, các bạn đừng có chủ quan ha, và đừng có bị động trong cái vấn đề này. Thì mình khuyên với các bạn á, đó là các bạn còn trẻ, bản thân mình cũng còn trẻ, các bạn còn cố gắng được nhiều hơn nữa. Nhưng mà làm công ăn lương như thế này các bạn ấy, thì họ có quy định rõ ràng rồi. Mấy tháng tăng ca bao nhiêu tiếng, làm bao nhiêu tiếng thì nằm trong cái giới hạn đó rồi đó. Còn các bạn muốn mà làm thêm nữa thì cũng không có được. Các bạn muốn tăng ca thêm, xin làm thêm để kiếm tiền thêm nữa thì cũng không có được đâu. Và cái quan trọng mà mình muốn truyền đạt ở đây các bạn ấy, là các bạn phải nghĩ đến cái chuyện mà cái công việc tương lai sau này mà các bạn làm cho bản thân của các bạn á, rồi các bạn sau này á, bạn nào giỏi á thì tiến lên cái công việc làm chủ, rồi là cái công việc đầu tư ha. Đó là mình nói quá như vậy thôi. Còn mình đi làm công bây giờ các bạn, để mình cố gắng tiết kiệm cái vốn, có được một chút vốn thì khá các bạn. Sau này các bạn có về học cái gì á, có theo người thầy nào để các bạn học á, nâng cao kiến thức á, mở rộng mối quan hệ á, để có nhiều cơ hội hơn á, thì lúc đó các bạn cần tiền để các bạn
đi học khó ha và có tiền để bắt đầu khởi sự kinh doanh. Đó là mình chia sẻ với các bạn như vậy nhá. Thế còn nhiều bạn qua bên này làm mức lương rất là tốt các bạn, thực sự á, những người bạn của mình nó đi kỹ sư á, một tháng nó thu nhập 45 50 triệu là chuyện bình thường nhá. Cùng trình độ với nhau, chỉ có khác cái ngành thôi. À, nó đi ngành cơ khí các bạn, công nghệ thông tin này kia à, và nó có cái bằng đó, nó đi kỹ sư rất là dễ. Nó làm 8 tiếng mỗi ngày và tăng ca rất là ít đó các bạn, nhưng mà cái mức lương của nó rất là cao. Đó thì các bạn hiểu nhá. Và nó làm thêm ở ngoài này ngoài kia rất là nhiều. Nhưng mà mình nói con số quá cao thì các bạn nhiều khi các bạn mơ mơ hồng mệt lắm. Tại vì những người đó các bạn họ có trình độ, họ có mối quan hệ và họ làm công thôi các bạn nhá. Mà họ có được cái mức lương như vậy rồi á thì có nhiều người làm 2 đến 3 công việc các bạn ạ. Tại ở Việt Nam á, kiếm được một công việc mà lương tháng 15 20 triệu á thì cũng khá là khó khăn và vất vả đó. Qua bên Nhật Bản này á thì thấy nhiều cơ hội quá và kiếm tiền dễ quá, cho nên nhiều bạn là ra sức bỏ công sức ngày đêm á các bạn, để cày các bạn, là dùng cái động từ cày luôn á chứ không phải làm việc nữa đâu. Một ngày ngủ tầm khoảng 5 6 tiếng thôi, còn lại là làm và ăn uống nghỉ ngơi một chút thôi các bạn ạ. Kinh khủng như vậy các bạn, nhiều người bạn của mình như vậy á. Và nó không học hành gì luôn các bạn ạ. Tại vì thấy kiếm tiền ở bên này nó dễ quá các bạn. Bỏ cái công sức ra làm như trâu như bò như vậy các bạn. À, cho nên nó không có thời gian để mà học hành rồi là đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào cái mối quan hệ đâu các bạn nhá. Đó là mình chia sẻ với các bạn như vậy. Làm thì cũng làm vừa thôi. Làm cho mình á thì nên làm nhiều. Còn làm mà làm đi làm như vậy các bạn thì thực sự là tốt thôi. Nhưng mà mình khuyên các bạn á cố gắng học một cái chuyên ngành gì đó á, để sau này các bạn giỏi một cái chuyên ngành nào đó thôi rồi các bạn kiếm tiền từ đó ha. Chứ đi làm 2-3 công việc các bạn tay chân như thế này á thì mình không biết sức khỏe của các bạn kéo dài được bao lâu đâu. Thực sự là như vậy ha. Làm ở Nhật Bản này cũng khá là áp lực á, khá là áp lực chứ không phải sung sướng gì đâu. Cho nên các bạn suy nghĩ nha các bạn, suy nghĩ đi ở bên Nhật Bản này làm khoảng 3 năm 5 năm gì đó thì nên trở về Việt Nam. Ở Việt Nam của mình thì vẫn có nhiều cơ hội hơn so với ở bên Nhật Bản này. Sau này các bạn qua đấy thì các bạn sẽ hiểu những cái lời mà mình chia sẻ ha. Tại vì bây giờ nhiều bạn ở Việt Nam thu nhập nó thấp quá đấy, tiền làm khó khăn quá, làm tháng giữ được 5 triệu 7 triệu mà bên này thì qua bên này khó khăn một chút, nhưng mỗi tháng các bạn giữ ra được 20 triệu 30 triệu thì các bạn cố gắng thôi. Đó là mình chia sẻ như vậy nhá. Nhưng khi các bạn qua đây làm rồi, các bạn kiếm được tiền rồi, các bạn có một số vốn rồi thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn sẽ thấy cơ hội nhá. Sau này các bạn qua thì các bạn sẽ hiểu những cái gì mà mình chia sẻ. Còn bây giờ thì mình chia sẻ với các bạn như vậy là được rồi ha. Và cái video sau mình cũng chia sẻ với các bạn về cái chủ đề, đó là bây giờ hiện tại thì có nên đi Nhật hay không, và tình hình dịch bệnh như thế này thì có nên đi hay không. Thì mình sẽ làm một cái video và chia sẻ với các bạn luôn nhá, để các bạn hiểu. Và các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và mình luôn chúc các bạn và gia đình của các bạn thật nhiều sức khỏe nhá. Xin chào.